Có nhiều người nhắn tin hỏi Mr. Guy là ủa anh ơi, tại sao mà em cũng dùng app Guy, dùng các cái app chơi BD vậy mà chẳng ai thèm nhắn tin cho em? Bởi vì sao? Vì em su. Các bạn thân mến, chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái kênh YouTube gọi là tên là Mr. Guy. Cái kênh YouTube Mr. Guy là dành cho ai? BD này, đồng tính luyến ái, đồng cô bóng cậu, BD chúa đấy. Bóng chúa này, rồi bóng mén này, rồi là bóng già này. Là mời vào đây hết. Rồi bên cạnh đó, nó lại còn dành cho tất cả những cái bạn bánh bèo nữa. Chúng ta có một cái tình yêu duy nhất đối với những cái bạn mà có một cái cậu chân giữa đấy. Thì chúng ta có một cái tình yêu là mãnh liệt như thế. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mr. Guy. Như các cái vlog trước của Mr. Guy, Mr. Guy đã trình bày rất là nhiều rồi. Hiện tại bây giờ có rất rất nhiều các cái kiểu lừa đảo khác nhau. Nào là lừa đảo qua mạng internet này, lừa đảo qua những cái app gay, mà chủ yếu là ví dụ như là những cái thẻ tín dụng này, rồi là vân vân và nghìn nghìn ti tỉ tất cả các loại lừa đảo trên thế giới là nó xuất hiện tại Việt Nam. Chính vì cái sự lừa đảo đó, Mr. Guy phải có một cái vlog để hướng dẫn cho mọi người làm sao mà xác thực được cái hình ảnh cá nhân của mọi người trên một cái app nào đó. Giống như kiểu là tao là người chính chủ đấy, để các bạn yên tâm chơi BD thoải mái. Các bạn có dùng app để các bạn tìm ra thì các bạn cũng phải yên tâm một điều rằng là đây chính là tôi và bạn chính là bạn, thì các bạn có một cái niềm tin mãnh liệt để trao hết yêu thương, trao hết tình cảm của mình để tránh những cái sự lừa dối và mất tiền xảy ra. Vlog ngày hôm nay Mr. Guy sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm sao mà xác thực được cái hình ảnh cá nhân của mọi người ở trên app Guy. Có nhiều người nhắn tin hỏi Mr. Guy là ủa anh ơi, tại sao mà em cũng dùng app Guy, dùng các cái app chơi BD vậy mà chẳng ai thèm nhắn tin cho em? Bởi vì sao? Vì em su. Su ở đây anh không nói đến cái vấn đề về ngoại hình của em, bởi vì mỗi người chúng ta sẽ có một cái gu khác nhau. Có những người thích gầy, thích béo, thích mập lùn, thích cao, thích thấp. Anh không quan tâm đến cái chuyện mà về cái ngoại hình. Cái vấn đề ở chỗ mà mọi người không để ý được là tại sao mọi người lại không được ít người nhắn tin này, ít người quan tâm này. Để avatar là một con chim, để avatar là một con chó. Có người để avatar là cây cỏ, hoa là hẹ. Ai người ta chat với mình đúng không? Các bạn bí kíp đầu tiên để có được một cái profile thật là đẹp, thật là bắt mắt trên cái app Guy thì chúng ta phải để một cái hình đại diện là mặt của chúng ta. Dù bất kỳ các cái app ứng dụng nào cũng thế, nếu như mà bạn muốn thu hút được đối phương, thu hút được cái ánh nhìn của mọi người, chỉ đơn giản thôi, bạn phải để ảnh của bạn. Ví dụ như là chúng ta sẽ cắt một phần nửa từ ngực này đổ lên trên mặt. Tuyệt đối không được sử dụng các cái hình mà có quá nhiều là khung cảnh. Nên một lưu ý dành cho các bạn đó chính là khi mà chúng ta set up một cái avatar trên cái mạng xã hội, mục đích của chúng ta là gì? Mục đích của chúng ta là kết bạn được với nhiều người này, thu hút được ánh nhìn của mọi người. Mọi người nhìn vào cái avatar là mọi người nu lo lên luôn. Mọi người phải click vào xem mặt ngang mũi dọc của cái thằng này là nhó như thế nào. Thì đồng nghĩa với việc là chúng ta phải có một cái avatar siêu đẹp, đỉnh cao, đẳng cấp rồi. Chứ không phải là một cái avatar mà lại trống trơn, hoặc là cái avatar mà lại là nhìn mặt thì cũng không thấy đâu, cũng không rõ ràng, mà chủ yếu là cảnh 1000 phần mà người được có một phần tí tẹo. Thì tuyệt đối chẳng ai thèm click vào một cái avatar mà lại là hoa lá hẹ này, chó mèo cả. Người ta không quan tâm đến chó và mèo. Bởi vì sao? Lên app Guy là để tìm dai, không phải là cái chỗ mà đi tìm mà pet yêu thú cưng đâu. Các bạn công nhận không? Chúng ta phải để một cái hình của chúng ta thật là đẹp lên. Và làm sao để có được một cái bức avatar thật đẹp? Quá là đơn giản luôn. Chúng ta có 1801 các loại app khác nhau. Các bạn biết lý do vì sao mà lên vlog với tờ gái rất là xấu? Bởi vì sao? Máy camera nó bắt được cái khoảnh khắc thật của mình. Nhưng mà trên ảnh thì làm sao? Chúng ta được phép chỉnh sửa mà. Thà cái ảnh đẹp mà người ta khen lúc đấy còn hơn là cái ảnh xấu mà người ta chửi luôn lúc đấy. Tôi thà chấp nhận để các bạn gặp tôi rồi các bạn chửi tôi xấu còn hơn là các bạn chửi một cái avatar của tôi. Ôi rồi các bạn đấy, các bạn phải tự tưởng tượng đấy nhá. 100 người nhìn vào cái avatar của mình thì các bạn thử xem 100 người đấy thì bao nhiêu người gặp được mình. Cái xác suất đó chỉ là 5 đến 6 người gặp được mình thôi là quá nhiều. Mà cái avatar đẹp là mình phải để dành cho 95 người khác xem, cộng với cái 5 người mà mình có thể gặp được cơ mà, đúng không? Thì lý do gì mà chúng ta lại không có một cái avatar ảo tung chảo lên, đẹp đẹp xuất sắc lên, rạng ngời lên, ánh lửa lên các bạn? Nên set up một cái avatar thật đẹp thì đảm bảo một điều, 99,99999% là những cái người xung quanh bạn sẽ click vào cái avatar đấy xem các bạn. Tiếp theo, sau khi đã cài đặt được một cái avatar mà gọi là đỉnh cao, đẹp nhất cái app Guy rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần mới gọi là phần About Me. About Me là gì? Cập nhật các cái thông tin về
bản thân. Rất nhiều người nhá bỏ qua cái vấn đề này. Nhiều người cứ nghĩ rằng là cái phần lời giới thiệu của mình á, nó không có quan trọng, người ta chỉ xem ảnh. Nhưng đôi khi những cái câu nói nó có thể chạm được đến cảm xúc của người khác. Các bạn có biết là có một những cái dạng tâm lý khác nhau, có người thì yêu bằng mắt, có người thì yêu bằng tai. Nên là có rất nhiều người thích đọc những cái profile mà nghe có gì đó rất là có chiều sâu, nghe thật là nu lo lên. Theo một cái thống kê gần đây, phải đến 50% những cái profile nào mà có cái dòng bio, tức là dòng about me ấy, là về mình đó, thì giữ chân người xem nhiều hơn là so với những cái profile mà chỉ có ảnh không thôi. Điều đấy chứng tỏ một điều rằng chúng ta không nên bỏ lỡ bất kỳ một cái chi tiết nào trên một cái app ứng dụng kết bạn dành cho người đồng tính. Vậy mục tiêu cuối cùng của chúng ta là gì? Đánh vào tâm lý của các cái đối tượng xung quanh chúng ta. Một là đánh vào một cái avatar rất là đẹp rồi, sáng láng rồi, nhìn là muốn ăn thịt luôn rồi. Vậy chúng ta đánh vào phần nghe của người khác, đó chính là cập nhật được một cái dòng trạng thái trên cái kênh cá nhân của chúng ta, nghe nó thật là hấp dẫn. Đánh được hai cái đòn tâm lý, cái đòn tâm lý và nhìn và nghe rồi, nên là dính 100% luôn. Sau đây Mr. Guy sẽ cho các bạn một số các cái câu nghe nó thật là hấp dẫn, nghe nó thật là có chiều sâu nhá. Câu nghe có vẻ nó hơi dâm dâm lên một tí. Nếu như kỳ nghỉ Giáng sinh là chân trái của anh, kỳ nghỉ Tết là chân phải của anh, vậy thì em xin được húp chọn khoảng trống giữa cả hai kỳ nghỉ. Trời đất ơi, nghe là biết muốn gì rồi đúng không các bạn ơi? Rồi, một cái vấn đề nữa, nhỡ may bọn nó dùng ảnh fake thì làm sao? Đã có rất nhiều đứa dùng ảnh fake nhắn tin cho tôi. À, nhưng mà tôi không tin. Bởi vì sao? Vì những cái người đấy tôi toàn follow trên Instagram ấy, toàn là bạn bè của tôi trên Facebook ấy. Thế làm sao mà là thật được đúng không? Thì hiện tại bây giờ mà app BD toàn cầu đó mà tôi hay dùng đấy là app Blue, đã có một cái cập nhật vô cùng mới, đó chính là cập nhật xác thực. Mình chính là cái nhân vật chính đó. Để làm sao? Tạo độ tin tưởng 100% tuyệt đối cho những người dùng khác. Và khi mà các bạn nhìn thấy một cái người dùng nào mà đã được xác thực rồi, cái niềm tin yêu của các bạn đối với người đó lại càng trở nên nóng bỏng hơn. Theo một cái cơ sở dữ liệu của BlueD tại Nhật Bản và Đài Loan, tất cả những cái profile nào mà đã được xác thực thì tỷ lệ người dùng nhận được tin nhắn của người khác nhiều hơn gấp đôi so với những tài khoản mà chưa được xác thực. Bên cạnh cái việc mà chúng ta có một cái avatar thật đẹp, có một cái lời giới thiệu nghe nó thật là nu lo, thì cái việc mà xác thực thông tin cá nhân của chúng ta trên cái app đồng tính, nó tăng cái cơ hội tin tưởng của nhiều người hơn đến với bản thân mình. Và mọi người bỏ qua được một cái nỗi sợ rằng là mình có bị lừa đảo về cái việc là người ta sử dụng ảnh fake hay không. Nói đến BlueD thì là cái app mà BD mà dùng nhiều lắm. Mà có thể là gần đây BD cũng không để ý, thì BlueD đã cập nhật cái xác thực đấy rồi. Thì điều đầu tiên đơn giản lắm, các bạn sẽ phải vào cái trang cá nhân của bạn để làm gì? Chỉnh sửa cái profile của các bạn ở ảnh selfie này, rồi là ảnh chân dung, rồi ảnh cá nhân, tất cả mọi loại ảnh thì các bạn phải đăng lên đây để xác thực với BlueD rằng bạn chính là bạn. Tiếp theo, dòng giới thiệu bắt buộc phải có. Bên cạnh đó, các bạn phải điền thông tin về chiều cao và trọng lượng, ngày tháng năm sinh và đặc tính của bạn. Ví dụ như bạn là bot ấy thì bạn điền là bot. Có rất là nhiều các cái khuynh hướng khác cho bạn điền. Bạn muốn tìm cái gì ạ? À, tìm người trò chuyện này, tìm người hẹn hò, tìm bạn bè, tìm các mối quan hệ, tìm bạn đời, hay là bây giờ luôn, là đến nhà của tớ luôn đi, vào việc luôn đi, đúng không? Thì bạn tìm gì, bạn nói cho người ta biết để người ta xác định được cái mục tiêu của người ta là như thế nào. Có một cái phần cuối cùng ở trên mà chỉnh sửa trang cá nhân là sở thích đặc biệt, đưa luôn hẳn hình ảnh. Ví dụ như là bạn thích cái body là như thế nào, hoặc là bạn thích cái mẫu chuối như thế nào, thì mình click vào cái hình ảnh đấy. Sau khi mà hoàn thành tất cả những cái thông tin của mình ở trên cái trang cá nhân của BlueD xong, BlueD sẽ tặng cho bạn một chiếc tích, gọi là chiếc tích vàng. Cái chiếc tích vàng này đồng nghĩa với việc là làm gì? Bạn sẽ được khẳng định 100% đây chính là tao, it's me. Không con nào mà có thể đến đây mà để lấy cái ảnh của tao mà fake được. Các bạn vả vỡ mồm ra cho mình. Việc mà BlueD đưa ra một cái xác thực trên app gay của mình thì mình cảm thấy là vô cùng là hữu ích cho không chỉ riêng cho mình mà
còn dành cho tất cả những ai mà đang sử dụng app Blue nữa. Bên cạnh cái việc mà xác thực được cái thông tin của mình thì BlueD có rất rất nhiều các cái điểm hay mà mình đảm bảo luôn không có bất kỳ một cái app gay nào hiện tại có thể làm được. BlueD là công ty niêm yết duy nhất có thể bảo đảm được cái quyền riêng tư cũng như là cái thông tin cá nhân của chúng ta theo luật và theo quy định của quốc gia. Có rất rất nhiều các cái điểm an toàn mà khi chúng ta có thể sử dụng Blue. Ví dụ như ngăn chặn các cái hành vi mà chụp lại màn hình. Ví dụ này, một hôm Mr. Guy nu lo này, Mr. Guy lỡ quên mất rồi. Lỡ quên mình mất bởi vì gặp một quả hàng tươi quá, đúng gu mình quá. Mr. Guy lỡ may gửi một cái con cờ u của Mr. Guy cho cái đối phương mà người ta cáp mẹ cái màn hình là ăn luôn một cái con cờ u mà to tướng như thế cho người khác xem là mình không thích. Và cái việc mà ngăn chặn người dùng khác cáp lại ảnh màn hình là BlueD làm việc đó rất là tốt. Rồi tiếp theo, cái profile của BlueD là các bạn cứ quẹt thoải mái, hàng bao nhiêu người không giới hạn cái việc là bạn nhìn được bao nhiêu người trên cái profile của bạn ấy. Ví dụ những cái app khác là gì, nhiều lắm là được 1 km, trời đất ơi, BD hàng nghìn con, hàng 800.000 con, mà nó giới hạn bán kính có 1 km, thế thì làm sao mà tìm được hết nhau. Nhưng riêng BlueD không, các bạn cứ tìm BD thoải mái, không có BD quận 5 thì có BD quận 10, có BD quận 10 thì có BD quận Phú Nhuận. Bên cạnh đó không chỉ có mình BD thành phố Hồ Chí Minh mà chúng ta có thể bay ra tận Hà Nội, chúng ta quẹt BD Hà Nội, chúng ta bay sang Đài Loan chúng ta quẹt BD Đài Loan, chúng ta quay sang Thái Lan chúng ta quẹt BD Thái Lan, chúng ta có thể chạy lòng vòng để đi tìm những cái con cờ u yêu dấu của mình, không bao giờ bị giới hạn bởi cái số lượng profile của mình khi mà sử dụng app BlueD. Các bạn có thể live stream trên BlueD, có thể dành cho những cái sở thích của những cái bạn nào mới thích nghe chuyện này, các bạn thích tâm sự đêm, là có rất là nhiều sự lựa chọn mà hấp dẫn khi bạn sử dụng BlueD. Và mình đảm bảo luôn, bên cạnh các cái app ứng dụng BD khác thì BlueD đang trở thành một cái mạng xã hội dành cho người đồng tính mà vô cùng lớn. Yeah. Những cái thông tin mà Mr. Guy cung cấp cho các bạn thì mình nghĩ rằng nó sẽ giúp ích được cho các bạn rất là nhiều trong cái việc mà các bạn tìm kiếm một cái đối phương mà phù hợp với bản thân của các bạn. Các bạn nên nhớ nhá, không có người đẹp và cũng không có người xấu, chỉ có người hợp hay không hợp với mình mà thôi. Cho nên cái avatar của các bạn có đẹp bao nhiêu đi chăng nữa, cái câu bio của bạn nó có đỉnh cao bao nhiêu chăng nữa mà đó không phải là bạn thì nó cũng bằng không. Bởi vì sao? Người ta cần là người thực việc thực. Vậy cho nên hãy xác thực cái thông tin của mình trên app của các bạn. Đó cũng chính là lý do mà Mr. Guy làm cái vlog ngày hôm nay, để hy vọng rằng tất cả mọi người không bị những cái lừa đảo trên những cái app gay của chúng ta nữa. Nếu có bất kỳ điều gì thắc mắc về cái việc mà cập nhật thông tin cũng như là chiêu trò mới ở trên app gay của chúng ta thì đừng quên comment trong phần phía dưới để Mr. Guy giải đáp hết tất cả những thắc mắc của các bạn. Nếu như chưa đăng ký kênh YouTube của Mr. Guy thì đừng quên nhấn vào nút đăng ký và chia sẻ clip của Mr. Guy cho rất rất nhiều người. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip tiếp theo. Nếu như có đứa còn chưa biết app BlueD là gì thì đề nghị nhấn vào ngay đường link mô tả phía dưới video này để tải app BD về mà chơi đi các bạn ơi. Chúc các bạn có một cái profile thật là đỉnh cao, là rúng động cộng đồng BD chúa.